Chào các bạn, ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ thuật slap. Slap thì tiếng Anh có nghĩa là đập vỗ. Thực ra là kỹ thuật này là một cái kỹ thuật cũng không phải là quá khó và nó gần giống với các cái hành động mà chúng ta thường làm hàng ngày. Ví dụ như là vỗ, là đập vỗ như vỗ vai. Đấy. Đấy. Vỗ vào vai của một người khác hay là chúng ta hay tự vỗ vào người chúng ta, vỗ vào đầu gối. Tất cả cái hiện tượng đấy, tất cả các hành động đấy đều giống với hành động chúng ta sẽ sắp làm trên cái cây guitar. Vậy cái lưu ý về cái hành động đấy nó như giống như nào? Chính là cái phần cổ tay chúng ta phải thả lỏng. Phần cổ tay này phải thả lỏng. Và các cái khớp xương cũng như toàn bộ lòng bàn tay phải thả lỏng. Thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng vỗ rất là tự nhiên. Đấy, còn nếu mà chúng ta cứng tay như này, đây là cứng cổ tay đấy, thì là không nên. Thế thì cái việc vỗ này nó sẽ có mấy cái cách để vỗ tùy theo từng cái âm sắc mà người ta muốn hoặc là tùy từng bài. Ví dụ như là kiểu vỗ đầu tiên thì là kiểu vỗ người ta sẽ chụm ngón, chụm các cái ngón còn lại lại. Và thay vì mình vỗ bằng các cái ngón tay thì bây giờ mình sẽ tập vỗ bằng ngón cái, cái phần thịt này của ngón cái chạm vào dây. Thế thì cách vỗ thế không phải là khi mà vỗ bằng này thì chúng ta sẽ cứng lên. Đây là chúng ta bị cứng cổ tay. Chúng ta vẫn vỗ bình thường. Chúng ta cảm giác là chúng ta vỗ cả bàn tay vào đàn, nhưng mà phần ngón cái sẽ đập vào các dây trầm. Đấy, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến cách học tập đến đầu tiên chúng ta sẽ đến với cách slap mà các ngón tay này co vào. Thế thì cách slap với ngón tay co vào thì thường sẽ phổ biến với các phần đệm hát, ví dụ như là bass, móc, đập, móc. Đấy. Thế thì người ta sẽ muốn là cả cái này, cái ngón cái đập vào dây này và các cái ngón trỏ giữa áp út sẽ chạm vào các cái dây cao và có thể ngắt âm hoặc thậm chí cũng có thể tạo ra các tiếng slap ở trên cao. Đấy, với trường hợp này thì người ta muốn là các cái tiếng ở trên cao này được ngắt sạch. Đấy, thì người ta sẽ dùng cái kỹ thuật đập và các ngón tay này co vào. Rất nhiều người chơi fingerstyle người ta cũng dùng kỹ thuật đập này bởi vì người ta sẽ ít chơi kỹ thuật mà nail attack này khi mà cần các cái ngón trỏ giữa áp út phải xòe ra để gảy vào các cái ngón, các cái dây khác. Thì những cái người đấy họ không sử dụng đến kỹ thuật này thì cả bài chúng ta sẽ thấy họ luôn luôn là khung gập ngón lại khi đập. Thế còn cái kiểu đập mà rất nhiều bạn đập theo kiểu giang hồ, tức là cho cả tay này vào đập thì hoàn toàn không nên. Đập coi như là các bạn co cả tay lại và đập cả cái này vào dây thì hoàn toàn không nên. Thứ nhất là nó sẽ đau cái phần tay này. Thứ hai là nếu như mà ra biểu diễn hoặc là cắm EQ ra tiếng nó khá thô, đập này thì đấy là một cách mà của những người mà các bạn mà không biết đập thôi thì mới co cả ngón tay này của bạn thì là đập lại gõ vào đâu đó. Thế thì đây là kiểu đập thứ nhất. Kiểu đập thứ hai là kiểu đập chúng ta phải xòe ngón ra, thả lỏng ngón ra. Thế thì ở đây trong trường hợp chúng ta không búng, ngón tay này không búng vào dây nào thì chúng ta cũng tập xòe ra. Chúng ta sẽ tập cái việc này trước khi chúng ta tập bật cả ngón ra chúng vào dây. Lúc này ra bật này. Một trong các ngón này sẽ búng vào một cái dây đồng thời với ngón cái đập xuống. Đấy. Thì trước khi tập được kỹ thuật này thì chúng ta luôn luôn phải tập một cái phản xạ là ngón cái đập xuống thì các ngón này bung ra. Xong dần dần chúng ta sẽ tập đến việc là bung đúng vào một cái dây nào chúng ta muốn. Thì kỹ thuật nail attack này với slap này, slap attack này nó sẽ khó hơn. Đấy, người ta có thể gọi nhiều tên như slap attack, nail attack cái gì đó, tóm lại là như thế. Thế còn cái kiểu mà slap mà trong các cái bài fingerstyle khác người ta dùng để vỗ vào đây thì cũng thế.
cái việc này lúc này thì người ta lại vỗ các ngón tay vào dây. Là một kiểu slap. Trong các cái kỹ thuật của flamenco thì sẽ hay dùng đến kiểu slap đấy. Thế thì còn một cái nữa chúng ta lưu ý, đấy là việc mà nhiều bạn thắc mắc là có phải ngửa lòng bàn tay lên clean slap này không. Đấy, thì rất nhiều người rất nhiều bạn đệm hát là tay cứ thế này. Đấy, thực ra là không cần thiết để như thế. Lúc đệm hát chúng ta cần đánh bình thường này. Thế còn cái việc mà khi mà ngửa, lúc nào thì sẽ ngửa lòng bàn tay ra, đấy là khi chúng ta cần slap các cái dây trầm với cái âm sắc là cần này. Lúc đấy chúng ta mới cần ngửa tay ra, lúc đấy là cần sử dụng kỹ thuật slap này, chính giống kỹ thuật slap ở trên đàn guitar bass. Lúc này mới là cần sử dụng đến ngửa tay. Còn bình thường khi chúng ta đánh này thì chúng ta sẽ không nên ngửa tay ra đập, nó không cần thiết. Chúng ta chỉ cần nhớ là cổ tay đưa ra, đập vào. Cổ tay đưa ra, đập vào. Và cổ tay phải lỏng, chỗ cổ tay này phải lỏng hoàn toàn thì mới tạo ra được một cái đấy, như một cái hành động là đập vỗ như thế này. Còn nếu mà cổ tay chúng ta cứng như này thì sẽ tạo ra một âm thanh rất là đanh cứng, và nó sẽ làm chúng ta càng rất khó chơi các tiết tấu slap nhanh, hoặc là tạo ra một và rất khó kiểm soát âm thanh khi chúng ta thu âm. Nên chúng ta nhớ rằng là nó chỉ là cổ tay, cái khoảng cách giữa ngón cái kéo ra bao nhiêu cm thì cái này hoàn toàn tùy thuộc vào thói quen. Có thể nhiều bạn phải kéo ra rất xa rồi mới đập vào mình thấy có đà. Người có người quen rồi thì cần một chút này họ cũng tạo ra được một cái âm sắc như họ muốn. Đấy, tóm lại khi nếu chúng ta chơi mộc thì chúng ta sẽ thường slap rất là to, thì chúng ta cảm thấy nó nghe nó khỏe khoắn và sinh động hơn. Nhưng mà khi chúng ta thu âm thì cái tiếng slap này nếu mà slap quá mạnh thì nó lại tạo nên cái mức thu âm, cái mức âm lượng nó sẽ lại vượt quá cái mức cho phép và nó sẽ bị chói. Thế chúng ta cho nên việc chúng ta phải cân đối được cái slap này làm sao cho nó vừa phải với các cái nốt giai điệu mà chúng ta gảy vào các ngón trỏ giữa áp út. Vì đây chỉ là cái tiếng tiết tấu phụ thôi, phụ trợ cho cái giai điệu chính của chúng ta, chứ không phải là tiếng này là tiếng chính, cho nên chúng ta không cần phải đập nó quá to. Chứ khi chúng ta chơi mộc ở ngoài công viên chúng ta thích đập lên thì nó nghe nó sôi nổi hào hứng, thì đấy lại là một kiểu khác. Đấy, thế bây giờ chúng ta vừa lướt qua một số kiểu slap phổ biến, các nguyên tắc để slap. Đầu tiên sẽ nhắc lại là đầu tiên nguyên tắc slap là chúng ta chỉ dùng thả lỏng cổ tay và vỗ đập vào một cách nhẹ nhàng tự nhiên như chúng ta vẫn vỗ đập hàng ngày. Đấy, và khi slap bình thường thì không nhất thiết phải ngửa cổ tay này lên, ngửa cổ tay ra đập vào, trừ khi chúng ta sử dụng kỹ thuật slap đúng cái dây này và muốn cái tiếng đàn nó bật nảy đúng tiếng đàn slap trong guitar bass, tức là slap kêu. Còn nếu mà slap câm thì chúng ta không cần phải ngửa tay ra để đập như này. Đấy. Với các bạn mà không cần tới kỹ thuật là slap attack hoặc là nail attack gì đó thì các bạn không cần phải mở ngón này ra mỗi lần slap, bởi vì các bạn sẽ đánh bình thường. Thì là ngón tay luôn co để chạm vào các cái dây cao. Còn với các bạn muốn sử dụng thêm kỹ thuật nail attack hay là slap attack gì đó thì các bạn nên tập mở ngón khi mà slap, để lúc sau các bạn có thể tập thêm là ngón các bạn dùng móng tay có thể bật vào các dây khác, trong khi đồng thời ngón cái slap xuống. Đấy, thì cái kỹ thuật này sẽ đòi hỏi một thời gian nhất định để các bạn có thể slap chính xác.
Nhưng mà đây là ngoài ra là còn một cái kỹ thuật slap, khi bạn vỗ trực tiếp bốn ngón tay vào gốc cần đàn. Đấy, thì kỹ thuật này sử dụng rất nhiều trong các cái bài flamenco hoặc là các cái bài như kiểu flaming, thì người ta sẽ dựa trên cảm hứng lấy từ tiết tấu flamenco thì người ta cũng sẽ slap như kiểu này. Đấy, và cái cách slap thế hoàn toàn cũng thả lỏng cổ tay đập vào, còn nặng nhẹ như thế nào thì hoàn toàn là do chúng ta cân đối với cái âm thanh, âm sắc mà chúng ta muốn. Đến đây thì kết thúc cái bài giới thiệu về các kỹ thuật slap trên guitar. Chúc các bạn thành công.